Quay trở lại với thông tin trong nước, thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Những ngày này thì hàng hóa khắp các vùng miền tấp tập đổ về các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến xe cũng chạy ngày đêm để đem hàng hóa phân phối khắp nơi để kịp thời đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân thành phố. Theo Ban Quản lý chợ Bình Điền, dự kiến trong tuần cận Tết, hàng hóa nhập chợ có thể tăng bình quân gần 35% so với ngày thường. Giá cả có xu hướng tăng từ 10 đến 20% do nhu cầu của thị trường. Tình hình dự báo năm nay thì nguồn hàng rất là phong phú, còn khoảng chừng 10 ngày thì dự kiến là sản lượng hàng hóa sẽ tăng. Cụ thể là những mặt hàng phục vụ cho mùa Tết, đặc biệt là những mặt hàng như là rau củ quả, rồi các loại hải sản. Chợ Bình Điền cũng là chủ động tuyên truyền, phát loa, rồi treo băng rôn trên các nhà lồng chợ, đề nghị bà con là kinh doanh phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Còn tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng hàng hóa ghi nhận về chợ mỗi ngày đêm là hơn 2.300 tấn, trong đó lượng heo tươi là 5.000 con trên một đêm. Ban quản lý chợ đã triển khai kiểm tra giám sát chặt chẽ nguồn gốc heo nhập chợ, cũng như các giải pháp để hỗ trợ tiểu thương kinh doanh. Chúng tôi đã chuẩn bị trước đây một tháng rồi, cho nên là hàng hóa về là cũng theo cái tiến độ mà đã dự kiến. Đến giờ phút này thì cảm thấy là rất là ổn định. Đặc biệt là những cái ngày gần đây thì sản lượng hàng hóa có tăng lên cỡ khoảng 7%. Dự báo tổng lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức đạt khoảng 7.600 tấn trên một ngày. Dự kiến vào thời điểm trước Tết một tuần, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường. Trước số lượng hàng hóa được dự báo là tăng cao trong những ngày cận Tết, cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi bố trí lực lượng của cái thanh tra là được 10 đội quản lý an toàn thực phẩm, trong số đó 8 đội là trên địa bàn cho 24 quận huyện trước đây và bây giờ là 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Mỗi đội thì phụ trách 3 quận huyện. Nhưng riêng hai cái chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn, mỗi chợ là có một đội riêng đi kiểm tra, đột xuất cũng như là thường xuyên các cái sạp hàng. Thưa quý vị, để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho người dân thì Ban quản lý chợ đã phối hợp với tiểu thương có kế hoạch dự trữ hàng hóa ngay tại các kho xung quanh chợ và nguồn hàng này sẽ được cung cấp bổ sung thường xuyên để có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân trong dịp Tết năm nay.